Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị, Afghanistan là một quốc gia sản xuất và cung cấp khoảng 90% lượng ma túy trên toàn cầu để xuất khẩu sang châu Âu và vào phía Thổ Nhĩ Kỳ, Canada cùng một số quốc gia châu Á khác. Từ năm 2001 cho đến nay, sau khi quay lại Afghanistan nhằm diệt trừ khủng bố Taliban, Al-Qaeda, nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và ma túy, thì Mỹ đã chi khoảng hơn 10 tỷ đô và mất khoảng hơn 2.500 binh sĩ nhằm triệt phá, trồng, sản xuất ma túy, nhưng kết cục vẫn là một xám. Cho đến nay, theo thỏa thuận giữa các bên, thời gian tới Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan. Như vậy, khi vòng kim cô được tháo bỏ, liệu có là thời cơ để ngành sản xuất, kinh doanh ma túy bất hợp pháp tạo ra những bước nhảy để tiếp tục thu lại lợi nhuận kếch xù và giữ vững ngôi vị quốc gia ma túy? Một chuyên gia Viện Iris của Pháp ước tính rằng lợi nhuận do thuốc phiện mang lại cho nền kinh tế Afghanistan vào khoảng 3,5 tỷ đô trên một năm, mang lại nguồn lợi gần 70 tỷ đô la cho các tập đoàn kiểm soát việc sản xuất và buôn bán ma túy trên toàn cầu. Ma túy của Afghanistan đã khiến cho đất nước này luôn trong tình trạng cực kỳ bất ổn. Taliban là chủ thể thúc đẩy sự phát triển của ma túy và kéo theo nhiều hoạt động bất ổn khác tại Afghanistan, trong đó có tệ nạn tham nhũng và đấu đá phe nhóm. Theo hãng tin BBC, hàng năm Taliban thu về ít nhất khoảng 200 triệu đô từ sản xuất, tiêu thụ ma túy bất hợp pháp. Heroin chính là nguyên nhân của nạn tham nhũng tràn lan, làm xói mòn xã hội Afghanistan. Theo luật pháp của quốc gia này, chồng cây thuốc phiện sẽ phải đối mặt với bản án tử hình. Thế nhưng trên thực tế, cảnh tượng những cánh đồng thuốc phiện nằm ngay bên quốc lộ không phải là một điều hiếm tại Afghanistan. Hiện nay, Afghanistan có khoảng 350.000 hecta trồng cây thuốc phiện, nhiều hơn gấp 4 lần so với trước khi Mỹ trở lại đất nước này vào năm 2001. Thời đó là khoảng 74.000 hecta. Đất nước này có hàng trăm xưởng điều chế ma túy các loại nằm rải rác khắp đất nước, kể cả tại thủ đô Kabul, và cung cấp khoảng 400 tấn heroin tinh khiết mỗi năm. Tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan John Soko cho biết rằng cây thuốc phiện đem lại 1/3 GDP, tạo ra gần 600.000 việc làm cho người dân nước này. Theo quân đội Mỹ, thì 90% lượng heroin trên thế giới được sản xuất từ cây thuốc phiện trồng tại Afghanistan. Heroin của Afghanistan chiếm 95% thị trường châu Âu, 90% thị trường Canada và 1% thị trường của Mỹ. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc nhận định rằng những kẻ buôn bán ma túy có mối quan hệ cộng sinh với quân nổi dậy và các nhóm khủng bố như Taliban và Al-Qaeda. Tại Afghanistan, thuốc phiện mua sự bảo vệ, phải trả tiền cho vũ khí và binh lính, và ở đất nước này có những ông trùm hết sức nổi tiếng tại các thời kỳ khác nhau. Vào tháng 7 năm 2020, tờ báo New York Times của Mỹ đã chỉ đích danh ông trùm buôn lậu ma túy người Afghanistan có tên gọi là Rahmatullah, nhưng lại không cho biết chi tiết về con người này. Tờ báo chỉ nêu trùm buôn lậu ma túy Rahmatullah Azizi có liên quan đến một dự án xây dựng của lực lượng liên quân Mỹ. Tại một trong những ngôi nhà của người này tại Kabul, người ta tìm thấy gần nửa triệu đô tiền mặt. Vài năm trước, em trai của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai từng bị cáo buộc tham gia buôn ma túy và đã bị Taliban thủ tiêu. Trước đó, lực lượng an ninh Afghanistan đã chặn một chiếc máy kéo chở nhiều khối bê tông và tìm thấy nhiều gói heroin được giấu trong ruột. Tuy nhiên, khi vụ việc được báo cáo lên trên, thì Habibullah Zan, phụ trách lực lượng an ninh, đã nhận được một cú điện thoại từ Ahmed Wali Karzai, em trai Tổng thống Hamid Karzai, yêu cầu phải thả cho chiếc xe và ma túy được đi tiếp. Hai năm sau, lực lượng chống ma túy của Mỹ và Afghanistan lại chặn tiếp một chiếc xe khác ở gần Kabul và tìm thấy hơn 40kg heroin được giấu trên xe. Các điều tra viên của Mỹ báo cáo với cấp trên rằng họ thấy có một mối liên hệ giữa lô ma túy này và một vệ sĩ của Wali Karzai. Người vệ sĩ được cho là đã đóng một vai trò trung gian trong các thương vụ mờ ám của Wali Karzai. Theo nhận định của các chuyên gia cao cấp của Mỹ và Nga, Afghanistan, các ông trùm buôn ma túy đã mua chuộc hàng trăm cảnh sát, thẩm phán và những quan chức cấp cao khác. Theo tờ Moscow Times dẫn lời Viktor Ivanov, lãnh đạo cơ quan kiểm soát ma túy và chất gây nghiện của Nga cho hay, ít nhất 40 quan chức cấp cao của Afghanistan, bao gồm cả cấp bộ trưởng, có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Số người nghiện tăng nhanh. Đi cùng với sản xuất nhiều ma túy là tình trạng nghiện ma túy trong cộng đồng tại Afghanistan luôn chiếm một tỷ lệ cao.
Các chuyên gia Liên Hợp Quốc thống kê Afghanistan có khoảng từ 3 đến 5 triệu người nghiện ma túy trên khoảng 37 triệu dân. Trong đó tỷ lệ người nghiện sử dụng methamphetamine có thể lên đến 40%. Theo các quan chức chống ma túy Afghanistan, các vụ bắt giữ methamphetamine đầu tiên thì được báo cáo tại tỉnh Helmand phía nam nước này vào năm 2008, chỉ là một lượng nhỏ vài gram. Nhưng trong 10 tháng của năm 2019, lực lượng phòng chống ma túy Afghanistan đã thu giữ 935 kg methamphetamine. Đến nay, xu thế chung của con nghiện tại Afghanistan là không dùng thuốc phiện nữa mà thay vào đó là sử dụng ma túy tổng hợp methamphetamine. Sau khi đưa quân vào Afghanistan, Mỹ nhận ra một thực tế rất nguy hiểm rằng các nhóm khủng bố tồn tại và phát triển được là do có nguồn tài chính hết sức dồi dào dựa vào việc trồng và buôn bán ma túy bất hợp pháp. Mỹ quay sang dùng các chiến dịch quân sự ngăn chặn trồng, sản xuất ma túy, nhưng những chiến dịch oanh tạc rất tốn kém và cả những chiến dịch truy quét bằng lục quân dưới mặt đất của Mỹ đều không đem lại kết quả nào. Ma túy tại Afghanistan vẫn tồn tại dai dẳng và có thời điểm còn phát triển mạnh mẽ hơn. Giữa năm 2008, Washington đưa hơn 40.000 quân Mỹ tới Afghanistan, tăng số lượng quân đồng minh lên đến 70.000 binh sĩ. Người Mỹ cũng tung ra các nhóm chuyên gia sử dụng viện trợ phát triển để khuyến khích các nỗ lực nhằm ngăn chặn ma túy tại các tỉnh trồng nhiều cây thuốc phiện. Tuy nhiên, đến năm 2009, lực lượng Taliban gia tăng nhanh khiến Tổng thống Barack Obama phải tăng quân lên đến 102.000 người. Ngày 13 tháng 2 năm 2010, tại Maria, thị trấn tại Helmand, người Mỹ đưa quân truy quét khiến chiến binh Taliban và chiếm lĩnh triệt phá các cánh đồng trồng thuốc phiện. Năm 2017, trong chiến dịch Jagged Knife, không quân Mỹ đã điều động tiêm kích F-16, tiêm kích tàng hình F-22 Raptor và máy bay ném bom B-52 để không kích vào 10 xưởng điều chế ma túy của Taliban tại Afghanistan. Các chiến đấu cơ của Mỹ đã thực hiện 3 đợt không kích tại quận Kazaki, 4 tại Musau Qala và 1 tại Sagin, tỉnh Helmand. Nhưng kết quả là triệt phá đến đâu thì một thời gian sau lại mọc lên các cơ sở điều chế heroin. Tuy nhiên, hành động của Mỹ giống như là đá ném ao bèo. Tướng Abdul Khalib Bhatia, Thứ trưởng Nội vụ Afghanistan phụ trách lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, từng phát biểu trên giới truyền thông vào cuối năm 2019 rằng quân nổi dậy đã lợi dụng 2 năm bất ổn gần đây để gia tăng số lượng các cơ sở điều chế ma túy và chuyển đến gần các cánh đồng trồng thuốc phiện hơn. Tướng Bhatia ước tính rằng nước này có khoảng từ 4 đến 500 lò sản xuất ma túy, chủ yếu ở các vùng do Taliban kiểm soát hoặc giao tranh. Lực lượng chính phủ đã phá hủy hơn 100 cơ sở, nhưng ông thừa nhận rằng chúng có thể xây dựng một cơ sở điều chế như thế chỉ trong vòng có một ngày. Từ lâu, Taliban đã thu lợi nhuận khổng lồ bằng việc đánh thuế và đảm bảo an ninh cho những người sản xuất và buôn lậu ma túy. Nhưng càng ngày đội quân này càng trực tiếp nhúng tay vào mọi giai đoạn của công việc kinh doanh ma túy, thách thức một số tập đoàn buôn lậu ma túy lớn trong khu vực cũng như của chính phủ. Một quan chức cấp cao Afghanistan nói rằng, với một chỉ huy Taliban mù chữ tại Helmand kiếm được 1 triệu đô một tháng như hiện nay, thì liệu ông ta sẽ có được gì nếu thỏa thuận hòa bình? Xóa bỏ cây thuốc phiện cũng là một thách thức lớn đối với lực lượng an ninh Afghanistan. Ngay như khu vực Sarobi chỉ cách dinh tổng thống tại Kabul chừng 80 km, cơ quan chức năng phải điều người ở nơi khác đến vì lao động địa phương không chịu phá hủy những cánh đồng thuốc phiện. Nhưng đáng sợ nhất là bị Taliban gài bom. Mỗi ngày họ phải ra bom khắp khu vực rồi mới dám đưa người đến cánh đồng phá thuốc phiện. Thế nên việc Mỹ thất bại trong việc ngăn chặn trồng thuốc phiện và buôn bán heroin tại Afghanistan thì cũng chẳng có gì là lạ. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.